và đây là top 10 bạn comment sớm nhất trong video lần trước của Bơ. Đừng quên bật chuông thông báo để trở thành một trong những người comment sớm nhất nha. À, và mọi người nhớ kiểm tra xem có đăng ký kênh cho Bơ chưa. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay thì Bơ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Không phải của ai xa lạ hết mà là của bé My, bạn thân Bơ gọi á mọi người. Nói với Bơ là ra cửa đi. Trời ơi, mặt Bơ lúc này vẫn còn đang ngái ngủ nè, nhưng mà vẫn cố ra cửa coi có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, lúc này là bắt đầu hoảng rồi, thấy cái gì mà đem vali tùm lum hết, ê hề ơi hề luôn. Ai dè cho Bơ coi tờ báo, mọi người biết rủ Bơ đi đâu không? Rủ Bơ đi coi cái căn nhà ma này nè mọi người. Ủa là sao nó vậy? Bơ sợ ma dữ lắm luôn á. Bé My thì cứ năn nỉ Bơ đi theo, không còn cách nào khác ngoài việc đi theo hết trơn. Mặc dù rất là sợ luôn nhưng mà bạn rủ thì mình vẫn sẽ đi. Trời ơi, lúc này là đang soạn vali trong nước mắt nè mọi người, đem đồ đồ các kiểu nhưng mà vẫn rất là sợ, không biết là khi mà gặp ba thì Bơ sẽ như thế nào nữa. Lúc này là Bơ với My vẫn chưa có đi đâu. Bé My nói với Bơ là trên báo họ đăng á, cái chỗ đó rất là tối nên là mình phải tự trang bị đèn pin hoặc là nến rồi các kiểu á. Nên là bây giờ tụi Bơ sẽ bắt đầu xách đầu nhau cùng đi mua nến thơm với lại đèn pin nè mọi người ơi. Sau đó thì Bơ với My có ghé qua cái tiệm tạp hóa gần nhà. Ở đây vừa có bán đèn pin mà vừa có bán nến thơm nữa. Tụi Bơ thì quyết định lấy hai cái đèn sáng nhất ở đây, tại vì Bơ cũng sợ chỗ đó sẽ rất là tối á mọi người. Ngoài hai cái đèn ra, Bơ còn lấy thêm nến thơm nữa. Có thật thì mới giật được đạo mọi người ơi, cái chân lý này mãi mãi đúng luôn. Cho nên là Bơ với My bây giờ sẽ đi ăn sáng. Tụi Bơ quyết định ghé qua một cái tiệm mì gần nhà để ăn. Buổi sáng thì Bơ thường không có muốn ăn no nên là ăn một chút xíu nhẹ nhẹ để lót bụng thôi mọi người. Ăn no á là Bơ sẽ buồn ngủ á. Tại vì cái căn nhà ma đó nó nằm ở ngoài ngoại ô thành phố nên là bây giờ tụi Bơ sẽ phải ngồi xe đến đó. Tổng cái thời gian mà tụi Bơ đi chắc phải tầm 2 tiếng rưỡi á mọi người, cũng khá là lâu nên là tụi Bơ có thuê một cái xe có giường nằm sẵn như vậy nè để mình không có bị mệt á. Sau đó tụi Bơ còn đi bộ thêm tầm 15 phút nữa thì mới tới nơi. Lúc này là tụi Bơ đã tới nơi rồi nè mọi người. Trời ơi, nhìn cái nhà nó hơi bị u ám luôn. Bơ với My định vô luôn nhưng mà tự dưng có cái người gác cửa đây họ cản lại. Họ nói là sẽ đưa cho Bơ cái này thì rất là cần thiết. Mà Bơ chả biết nó là cái gì hết mọi người ơi. Kiểu không biết là gì hết nhưng mà người ta đưa thì mình vẫn lấy thôi. Sau đó thì Bơ với My đã đi vào nhà để xem thử ở trong nhà có gì. Cái sân ở ngoài đây siêu rộng luôn. Cái nhà thì nhìn nó kiểu hơi ma mị chút xíu, hơi cổ cổ chút xíu, mọi người không biết diễn tả sao hết trơn. Rung chuông là sẽ có bác quản gia ra đón luôn nè. Sau đó thì bác quản gia có dẫn Bơ với My đi tham quan căn nhà này. Nói là căn nhà ma nhưng mà thiệt ra nó giống như một cái nơi để tụi mình ở lại khi mà đi du lịch đó. Giống như là một cái homestay, một cái kiểu nhà người ta cho thuê á mọi người. Nói chung nó cũng đầy đủ tiện nghi rồi, cái kiểu có phòng ăn, có bếp rồi các kiểu nữa nè mọi người. Còn ở cái phòng khách này thì bác quản gia nói là nơi này có rất là nhiều bí mật. Bơ mới hỏi là cái tệp tài liệu này hồi nãy người ta đưa có phải không, thì bác quản gia kêu là không muốn giải thích thêm và bác quản gia đi. Trời ơi là sao nó vậy? Nhưng mà Bơ nhìn chỗ này mới rất là sợ mọi người ơi, nhìn nó cứ bị âm u á, kiểu nó còn bị lạnh lạnh sống lưng nữa, siêu sợ luôn á. Còn chấn động hơn nữa nè mọi người, bé My bắt là Bơ phải ở cái phòng này, mà cái phòng này là cái phòng gác mái, trời ơi nhìn nó rất là ghê luôn. Đi cả ngày trời ở ngoài rồi nóng nực á mọi người, nên là bây giờ Bơ sẽ đi tắm nha. Cái nhà vệ sinh này nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ trang bị cũng rất là nhiều đồ. Còn cái chai sữa tắm nữa, nhìn màu đen nhìn nó cũng rất là huyền bí, rất là kiểu kỳ dị luôn á. Bây giờ thì Bơ sẽ thay đồ và đi tắm đây. Hẹn gặp mọi người sau khi mà Bơ đã tắm xong nha. Mọi người có hiểu cái cảm giác mà mình đang đi tắm cái xong tự nhiên nghe một cái tiếng gì đó rất là lạ. Lúc này là Bơ đang tưởng tiếng mèo kêu nhưng mà nghe một hồi thì không phải, là tiếng em bé khóc mọi người ơi. Trời ơi là tiếng em bé khóc á. Lúc này là Bơ dậy nãy Bơ la làng luôn. Cái xong bé My có chạy vô hỏi Bơ chuyện gì. Bơ kể ra thì bé My nói là không sao đâu, nhiều khi là Bơ sợ quá cho nên là Bơ tưởng tượng linh tinh á. Nhưng mà thiệt Bơ nghe tiếng em bé khóc á. Cái chuyện nó trôi vào dĩ dãn đi nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi ăn nha. Ở đây thì bác quản gia có chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho Bơ. Trong ngày thì bác quản gia chỉ chuẩn bị có đúng một bữa ăn trưa thôi, cho nên là tụi mình sẽ được ăn ngon vào buổi trưa. Còn buổi tối thì tụi mình tính sau. Ở đây vừa có mì, còn có tôm, rồi còn có trái cây nữa. Nói chung là rất rất là ngon luôn á nha mọi người. Còn bây giờ thì tụi Bơ ăn trưa đây. Mời mọi người ăn trưa chung với Bơ. Trời, ăn chung với con tôm này nó cay giả man luôn. Sau đó tụi Bơ còn ngồi uống nước nói chuyện với nhau chút xíu nữa nè. Ăn uống no nê rồi thì bây giờ Bơ với My sẽ ra ngoài vườn để đi dạo. Ở ngoài đây họ trang trí rất là kỳ dị luôn, nhìn sợ ơi là sợ. Ở đây thì tự nhiên Bơ đào được một cái món quà bí mật, hình như là một cái con thú nhồi bông á mọi người, nhưng mà nhìn nó kỳ dị quá Bơ không dám lấy nên Bơ để lại chỗ cũ rồi.
Sau đó thì Bơ với My có vào phòng khách để ngồi. Lúc này là Bơ đang nói, ủa sao mà cái phòng khách này có một cái ghế rồi, lấy gì đâu mà Bơ ngồi. Thì Bơ mới phát hiện ra thêm một cái bức tranh nữa. Cái bức tranh này thì khi mà gắn lên tường á, thì Bơ có cảm giác nó là một cái dạng mật khẩu gì đó mọi người. Nhiệm vụ của Bơ với My nghe bây giờ là sẽ đi tìm thêm 3 bức tranh nữa để gắn lên tường để xem nó là cái mật khẩu gì. Trời ơi, gay cấn chưa, hồi hộp chưa. Nên là bây giờ đi tìm 3 bức tranh chung với Bơ nha. Tụi Bơ chia nhau ra tìm. Bơ thì đang tìm trong phòng ngủ thì đã phát hiện ra được bức tranh đầu tiên rồi nè mọi người, rất là dễ luôn. Đó, mới nói dễ xong cái là xuống dưới tầng 1, Bơ tìm được bức tranh thứ hai luôn nè. Sau đó thì tụi Bơ có đi vào phòng bé My và thấy liền luôn bức tranh thứ ba. Có nghĩa là lúc này Bơ với My đang nghĩ là chắc chắn hai bức tranh này là hai bức tranh mảnh ghép cuối cùng của cái bức tường này rồi, nhưng không nha mọi người. Gắn lên á thì bức tranh nhỏ hình vuông á mọi người thấy không, bức tranh mà có bình hoa đồ á thì nó không có khớp. Bức tranh màu xanh lá thì đã khớp rồi. Nên là nhiệm vụ của Bơ với My bây giờ là sẽ phải tìm bức tranh cuối cùng. Trời ơi. Còn lúc này là bé My nhanh trí lôi cái tệp ra thì mới phát hiện ra cái mật khẩu để mình lấy được bức tranh cuối cùng là cái này nè mọi người. Đó, cuối cùng Bơ cũng đã hoàn thành được mảnh ghép cuối cùng của cái bức tường mật khẩu này rồi. Và mọi người biết gì ở đằng sau đó không? Khi mà tụi Bơ nhấn cái nút này á thì sẽ mở ra được một cái cánh cửa bí mật. Trời ơi, Bơ chỉ định đi tìm một cái ghế thôi, ai dè tìm được một căn phòng bí mật luôn. Ở trong đây giống như là một phòng thí nghiệm vậy mọi người, nhìn rất là to luôn mà Bơ cũng không biết nhiệm vụ của cái phòng này để làm gì nữa. Tụi Bơ chỉ tìm ra được cho vui vậy thôi chứ tụi Bơ cũng không có biết làm gì ở đây hết. Ở đây thì họ rất là có tâm luôn, họ còn chuẩn bị cho mình một cái thùng đồ ăn vặt như thế này nữa. Lúc mà Bơ với My lôi ra coi thì trong đây có gồm mì gói nè, nước ngọt với lại bánh kẹo rồi cái kiểu cũng khá là nhiều. Bây giờ thì cũng đã tối rồi nên là Bơ sẽ lăn vào bếp và nấu mì cho tụi Bơ ăn nha. Mọi người biết gì không, Bơ là cái người vụng về tới nỗi nấu mì còn nhiều khi mì không chín nữa. Nhưng mà cuối cùng hôm nay Bơ đã nấu được 2 tô mì nhìn rất là ngon rồi. Bây giờ thì tụi Bơ sẽ cùng nhau ăn tối nha mọi người. Mà mọi người nhớ nha, đừng có ăn mì nhiều quá, ăn mì nhiều quá không có tốt cho sức khỏe đâu, rất là nóng, dễ nổi mụn lắm luôn. Sau khi mà ăn mì xong thì tụi Bơ có quay qua ăn bánh với lại kẹo người ta chuẩn bị cho nữa nè. Cái chuyện mà hồi trưa Bơ tắm Bơ nghe thấy tiếng động lạ nên là bây giờ Bơ rất là sợ luôn, lúc nào cũng phải có bé My đứng trước cửa để canh cho Bơ tắm á mọi người, rất là ám ảnh á. Và đây là phòng ngủ của Bơ vào buổi tối nè mọi người, siêu tối luôn. Hay là Bơ với My có chuẩn bị sẵn đèn ngủ rồi, nếu không là nó sẽ tối thùi luôn á mọi người. Mặc dù đi ngủ vậy thôi nhưng mà mình cũng phải cần sáng sáng chút xíu, nếu mà tối dữ quá thì Bơ cũng bị sợ á. Rồi bây giờ thì Bơ đi ngủ đây. Lúc này là tưởng ngủ ngon rồi nha mọi người, nhưng không, Bơ lại nghe thấy cái tiếng em bé khóc đó nữa. Có nghĩa là Bơ lại nghe thêm một lần nữa mọi người. Trời ơi, mặt của Bơ tái xanh hết, la làng y trời luôn, la chưa bao giờ được la vậy. Bé My có chạy lên hỏi là chuyện gì vậy thì Bơ mới nói là Bơ nghe thấy đúng cái tiếng đó nữa. Bé My nói là thôi không sao đâu, xuống ngủ chung với My đi, nhiều khi Bơ bị sợ quá nên ám ảnh á. Trời ơi, hỏi ở trong cái phòng này ai mà không sợ. Phòng My thì có tới tận 2 giường lận, nhưng mà cái giường phụ này nó nhỏ xíu à. Nhưng mà Bơ sẽ cố gắng ngủ ngon vào buổi tối ngày hôm nay. Đến đây thì phải nói là chào tạm biệt với mọi người rồi. Và nếu mọi người thấy video này hay đừng quên cho Bơ xin nút like. Còn nếu như mọi người thấy thích Bơ đừng quên cho Bơ xin một nút subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.